Đây, Phước Sửu đang đứng tại phân khu đầu tiên của dự án, là phân khu Zai River County 1. Thì tại đây như mọi người nhìn thấy thì có rất là nhiều công nhân đang leo lên những cái cây trụ điện này nè, để hạ thế những cái đường điện cao thế xuống. Thì tại đây thì cái phân khu này sẽ có cái đường dây là 220 kV đang đi ngang qua, nhưng mà đợt này thì chủ đầu tư sẽ hạ ngầm cái đường dây điện này xuống và sẽ đi âm bên ngoài dòng điện. Ở đây thì như mọi người nhìn thấy, tất cả các công nhân đang leo lên đường dây và gỡ những cục sứ và những cái dây điện đang di chuyển đi ha. Rồi và sẽ trả lại mặt bằng và tạo nên một cái phân khu không có đường dây điện đi qua, và sẽ xây những cái căn nhà nằm trên những cái đường dây điện này để trở thành một phân khu đầy đủ những cái tiện ích. Và bây giờ Phước Sửu sẽ quay cho cả nhà một số cái dây điện mà của dự án Zai Ga Nhà Bè đang gỡ xuống nha cả nhà. Những cái dây điện này cả nhà nhìn thấy rất là to nha, bởi vì nó thường là truyền tải những cái điện năng khá lớn. Thì tại đường dây điện này là đang được gỡ xuống rồi và đang được công nhân thu gọn để mang đi từ những cái trụ điện này cả nhà. Rồi những cái dây điện này đang được tháo gỡ và đưa xuống nè cả nhà. Đang được dựng những cái cây trụ và những cái dàn giáo để là cắt đi và thu gọn lại cả nhà. Như vậy là trong vòng khoảng hơn nửa tháng nữa là tất cả các đường dây điện này là sẽ tháo gỡ hết rồi. Và cái phân khu đầu tiên Zai River County 1 này sẽ không còn đường dây điện cao thế đi ngang qua nữa, sẽ trở thành một khu dân cư là kiểu mẫu khá đẹp tại Nhà Bè. Đấy, như mọi người nhìn thấy thì những cái cột điện là không còn dây điện nữa rồi, và những căn nhà sẽ nối liền nhau. Thì nói về cái phân khu Zai River County 1 này thì có khoảng là 350 căn, gồm những căn, tất cả ở đây là những căn thấp tầng nha, gồm nhà phố nè, shop house, biệt thự và những căn dinh thự sát bờ sông. Thì như góc máy quay của Phước Sửu thì đây là những cái căn song lập và đơn lập với một cái thiết kế khá đẹp. Và tại nơi đây thì giống như là một cái resort theo cái mô hình là bán cổ điển châu Âu thu nhỏ tại GS Nhà Bè. Thì quý anh chị mà cần thêm thông tin về cái dự án này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để nhận những cái thông tin mới nhất về dự án và lựa chọn cho mình một cái căn nhà như ý để đầu tư sinh lợi hoặc an cư lạc nghiệp nha.